Vẫn liên quan đến tình hình thế giới thì Bắc Kinh đang áp dần Uyghur giam cha mẹ bắt con vào viện mồ côi. Theo báo Người Việt vào ngày 22 tháng 9 đưa tin, nhà cầm quyền to cộng dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình hiện đang mở chiến dịch đàn áp gắt gao người dân Uyghur, tiếng Việt gọi là người hồi hộp hay là Duy Ngô Nhĩ, sống ở vùng Tân Cương. Mới đây, các cơ quan quốc tế tranh đấu bảo vệ nhân quyền cũng như một ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc cùng chính phủ Hoa Kỳ đã lên tiếng báo động về việc có hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các sắc dân Hồi giáo thiểu số khác bị giam giữ để học tập cải tạo. Này có thêm các chứng cứ cho thấy nhà cầm quyền Bắc Kinh đang đưa con cái của những người bị bắt hoặc phải lưu vong ra ngoại quốc vào các viện mồ côi khắp vùng Tân Cương. Hành động này là bằng chứng mới nhất về việc nhà cầm quyền to cộng tìm cách xóa bỏ mối quan hệ giữa trẻ nhỏ, người Hồi giáo ở Tân Cương với gia đình cũng như văn hóa của chúng.